Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store. Thì mọi người có thể thấy đây, đây toàn là những mẫu loa mới, hiện tại mới về cửa hàng Linh Kiện Store. Đó, thì ở góc bên đây có một cái thùng của loa van cơ. Thì cũng có một khách đặt bên mình lắp đặt cái loa van cơ cho khách. Thì bên mình cũng đang chuẩn bị lắp và để test lại xong rồi giao cho khách. Thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một mẫu loa. Mẫu loa này cũng nhỏ thôi, kích thước khoảng là 3 tấc, nhưng mà về âm thanh thì gọi là thực sự chất lượng luôn. Thì cái mẫu loa này đến từ hãng Hosan. Đó, đây như trước mặt của các bạn có thể thấy đây, mẫu loa Hosan với cái kích thước ngoại hình chỉ là 3 tấc thôi. Nó rất là nhỏ gọn và cũng như là tiện lợi. Thì hãng Hosan này nó ra đời cũng khá lâu rồi. Thì chất lượng âm thanh là khỏi phải bàn cãi rồi. Tại hiện tại là dòng hãng Hosan này là dòng gọi là hãng độc quyền của Linh Kiện Store bên mình. Đó, thì đây là ngoại hình của cái loa Hosan có tên là 3-12, với ngoại hình là 3 tấc. Thì ở ngoại hình mé ngoài á, thì mình thấy rằng là nó cũng không có gì quá nổi trội hơn so với lại những dòng 3 tấc khác. Thì được dán một lớp đề can đen và màn lưới là màn lưới kim loại được sơn màu vàng. Và cái điểm đặc biệt nổi bật nhất của cái mẫu loa này đó chính là cái công suất chỉ ở mức khoảng 500W thôi, nhưng mà loa này được trang bị tới 3 hệ thống loa, đó chính là một loa chép, một loa chung và cũng như là một loa bass bự ở phía dưới. Thì bây giờ để mình dọi một cái đèn flash vô để cho các bạn cùng tham khảo ha. Rồi, thì đây mình vừa đi mượn được điện thoại của một bạn để quay cho các bạn xem đây. Đây chính là một loa chép nè. Đó, một loa chép. Rồi, bên đây thì là một loa chung. Đó, thì các bạn có thể nhìn thấy ha, một loa chung nè. Và mé phía dưới đây chính là một loa bass. Một loa bass 3 tấc. Đó. Thì hệ thống loa của mẫu loa 3 tấc này mình thấy là rất là xịn sò. Được trang bị tới 3 hệ thống loa. Thì nếu như loa mà được trang bị thêm loa chung nữa thì cái phần âm thanh của nó phải gọi là thật sự rất là tuyệt vời. Thì một xíu nữa mình sẽ test nhạc cũng như là test karaoke cho các bạn thưởng thức cái mẫu dòng loa 3 tấc này. Phải gọi là đánh nhạc cực kỳ hay luôn. Nó nổi trội hơn hẳn so với những dòng 3 tấc khác và cũng như là những dòng 4 tấc khác. Thì hôm bữa mình có review cho các bạn xem cái dòng loa của hãng Temisen ED1519. Thì cái dòng về cái công suất á, thì con Hosan 3-12 này nó có thể không lớn bằng so với lại con Temisen ED1519, nhưng còn về cái bass chép, về cái công lực của nó thì phải gọi là hơn hẳn luôn so với lại 1519. Rồi, thì đây chính là bộ phụ kiện của 3-12, bao gồm là một cái remote, một sợi dây sạc và hai cái micro. Micro thì rất là xịn, micro bằng kim loại luôn. Đó, micro bằng kim loại dày cui, cầm rất là nặng tay và cũng như là rất là xịn. Đây là cái đầu micro đây. Đó. Thì để mình tháo một cái nắp ở dưới ra cho các bạn xem. Thì cái micro này là micro UHF, trang bị thay đổi tần số được. Đó. Các bạn có thể dễ dàng thay đổi tần số của mình. Đây. Set UHF thì mình có thể là thay đổi tần số ở đây. Nếu như mà ở hàng xóm của mình có một người nào đấy họ cũng xài một cái loa giống mình thì mình có thể là đổi sang một cái tần số khác để họ không bị làm phiền cái loa của mình. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái bảng mạch. Thì bảng mạch này là một bảng mạch màu đen rất là quen thuộc đối với hãng Hosan rồi. Thì đây, một cái màn hình LED, hiện tại là mình đã kết nối Bluetooth rồi. Đó, thì khi mà các bạn mở loa lên thì mình sẽ nhấn vào cái dấu mũi tên này nè, hai cái dấu mũi tên đối nghịch nhau để mình có thể chuyển sang chế độ Bluetooth để mình kết nối Bluetooth với điện thoại và mình nghe nhạc thôi. Trang bị cho mình thêm một cái cổng USB và một cái thẻ nhớ bự để mình có thể chép nhạc trong cái hai cái này để mình có thể phát nhạc trực tiếp không cần phải kết nối Bluetooth. Rồi, bên đây là dàn chỉnh của loa và của micro. Thì đây là volume tổng này, bass chép, delay, echo. Đó, nhỏ vậy thôi nhưng mà vẫn được trang bị cái nút delay này. Đó, echo.
mic bass, mic chép và mic volume. Còn ở dưới là một cái volume của guitar. Rồi, bên hông bên đây thì được trang bị cho chúng ta là 4 cái cổng jack 6.5, 2 cổng của micro và 2 cổng của guitar. Mình có thể đấu thêm để mà mình có thể sử dụng thêm ở ngoài vô. Rồi, ở dưới đây là mình có thể lấy âm thanh ra hoặc là lấy âm thanh vô, output nè, audio output. Và thêm một cái tính năng đặc biệt ở cái loa 312 này, đó chính là mình có hai chế độ dùng, là một chế độ là xài bình và một chế độ là mình có thể ghim điện trực tiếp để mà xài. Mình ở những cái dòng 3 tấc khác á, thì cái tính năng này rất là hiếm. Thường là hãng nó không có trang bị đâu, nó chỉ có trang bị là mình xài qua bình thôi, chứ không có cái tính năng là xài trực tiếp cắm điện vô mà xài. Thì ở cái dòng Hosan 312 này, hãng nó đã tích hợp thêm để mình có thể xài thêm điện ở ngoài vô. Thì mình có thể là bật cái công tắc này ở chế độ 2 gạch là mình có thể đấu được cái sợi dây, cắm sợi dây vào đây và mình sẽ sạc trực tiếp. Rồi, dưới đây là đèn LED của loa thôi. Sạc hoặc là đấu bình yếu đồ này kia là nó sẽ thể hiện cái đèn LED ở đây. Còn đây là mình có thể đấu thêm một cái bình 12V ở ngoài vô nữa. Đó, còn đây là những cái khe thác nhiệt của cái loa, của cái bản mạch này. Thì anh em hạn chế sờ tay vào đây ha, nó có một cái biểu tượng này, nó rất là nóng. Ok, thì loa nó cũng chỉ có vậy thôi. Và bây giờ mình sẽ test nhạc. Trước tiên mình sẽ test bolero và cũng như là test nhạc remix. Sau đấy mình sẽ test karaoke cho các bạn cùng thưởng thức nhé. Hồi nãy mình cũng có test cho mọi người nghe một cái đoạn bolero và mình cũng có tùy chỉnh cái bass chép cho mọi người. Thì giai đoạn đầu mình chỉnh chép nó xuống 0 để cho mọi người có thể nghe rõ bass, và cũng như là chỉnh bass xuống 0 để có mọi người có thể nghe chép, và mình tắt luôn cả bass lẫn chép để cho mọi người nghe. Thì mọi người có cảm nhận như thế nào? Nhưng đối với mình thì mình cảm thấy là đây là một cái mẫu loa kéo 3 tấc phải gọi là rất là xịn, đánh nhạc phải gọi rất là hay, bass chép đánh phải gọi là rất là chắc và tròn luôn. Còn cái về cái phần mà người hát thì bởi vì là loa này nó được trang bị là loa chung nên là
cái phần người hát nó sẽ được rõ lời hơn với những cái dòng loa chỉ được trang bị loa chép và loa bass thôi. Đó, để cho mọi người có thể cảm nhận được rõ hơn thì bây giờ mình sẽ test thêm cái nhạc remix nữa để cho mọi người có thể cảm nhận dễ hơn ha. Cho các bạn nghe thử một bài nhạc tiếng Việt remix. Thì cái bài nhạc này á, cái tiếng bass nó nhiều hơn tiếng trap nên là mọi người sẽ dễ dàng nghe được cái tiếng bass nhiều hơn. Đó, thì phải gọi là em này đánh nhạc tiếng bass phải gọi là rất là hay. Mình ngồi quay ở đằng trước đây cho các bạn xem thôi mà mình hoa hết mắt với ù tai luôn. Bởi vì cái bass trap của em này đánh rất là chắc. Đó, ba tấc thôi nhưng mà phải gọi thực sự kinh khủng. Thì bây giờ mình sẽ đến cái phần test micro. Đây, micro kim loại phải gọi là đỉnh của đỉnh luôn. Đây, để mình sẽ test thử. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bởi vì là cái dòng này vừa được trang bị delay, vừa được có thêm echo nữa, nên là hai cái này nó sẽ bổ sung cho anh em để cái tiếng vang của khi mà mình hát á, nó sẽ được mềm mại, nó sẽ được tròn hơn rất là nhiều. Và cái cảm giác khi mà mình hát cái micro này, mình cảm giác là nó nhẹ hơn, nó nhạy hơn. Đó, mình có thể để từ xa, mình có thể để từ xa để mà mình hát luôn. Mình không cần phải gọi là để cái micro nó gần miệng quá thì nó gây ra khó chịu với nhiều người. Đó, thì mình đang để một cái khoảng cách cũng xa thôi, chứ không có phải là sát miệng, nhưng mà mọi người vẫn có thể nghe được cái âm thanh của mình qua cái loa ha. Rồi, bây giờ mình sẽ gọi là nhờ một bạn nhân viên để hát cho các bạn nghe thử một bài thông qua cái micro xịn sò của Hosan này, bằng kim loại rất là đẹp, nhìn rất là bắt mắt luôn. Ok. Đó, thì bên mình vừa mới test nửa bài cho mọi người nghe.
thì các bạn cũng có thể cảm nhận được cái micro và cái phần ca sĩ hát á, thì nó rất là sáng và trong, mọi người có thể nghe rõ lời của ca sĩ khi mà hát luôn. Thì hiện tại cái mức giá bán của Hosan 312 này nó cũng khá là cao, nó gần tương đương với lại một cái mẫu loa kéo 4 tấc luôn, bởi vì mẫu này nó chỉ có 3 tấc thôi, nhưng mà cái giá của cái mẫu này á, là nó tương đương gần với giá của 4 tấc luôn đó. Nhưng mà đổi lại là âm thanh chất lượng rất là tuyệt vời, nên là nếu mà bạn nào có nhu cầu hoặc là có nhã ý muốn tham khảo những dòng loa về 3 tấc mà có chất lượng về âm thanh cao thì mình nên tham khảo về cái dòng Hosan 312 này. Theo mình đánh giá thì phải gọi là tuyệt vời đó. Các bạn có thể ghé cửa hàng bên mình để mà tham khảo trực tiếp luôn, test nhạc cũng như là hát karaoke thử luôn. Nếu như mình cảm thấy ưng ý thì mình rước em nói về thôi. Thì mình đã để một cái đường link sản phẩm và kèm theo giá bán ở phía dưới phần mô tả rồi. Nếu như bạn nào cảm thấy thích thú với mẫu này thì cứ việc liên hệ với bên mình ha. Thì cũng có số điện thoại luôn, bên mình sẽ gọi điện tư vấn cho các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo nhé.